giấu vậy? Bên kia hàng về rồi không lủng hả? Không xe không lủng nè, cắm vô mua lưng mà. Ủa bắn đây sao chết ta? Cái nguyệt lật ngang luôn mà không dậy luôn á. Cái nguyệt chết rồi, cái nguyệt chết rồi, nghe cái nguyệt bắn ra đã phi nguyệt chết. Bắn là sao bắn cả ngày em con ký đâu bữa nào hả ăn nó bảo. Ê, dạ. Đó giờ mới ăn được có cái bị nó uống chứ. Đây có chạy vào nó quần kia. Có chứ. Đấy, là biết nha anh em. Mấy cái này mà nướng khét cũng đâu sao đâu. Đâu sao có vậy mà. Đây còn con cá phi mini với con cá sạch. Tạm cá sạch của em. Trời ơi. Đâu có sạch đâu. Cá phi mini nữa kìa. Mặn cá sạch em đi. Đi con cá sạch cơm nữa kìa. Rồi nó sát quá rồi. Đi đẩy đi, họ chở qua chở vô. Bươi bươi ra bớt chứ. Đi đẩy đi. Đi đây nè. Rồi còn con cá phi này nữa nè. Đẩy đi. Rồi còn con cá phi nữa, còn sót nữa kìa. Ăn. Nướng còn gì đâu nữa ăn. Rồi đông dân mà. 3 6 8 9. Ăn cá xong này còn chim cái nó bỏ nè. Còn mấy con chim này mà bỏ uống dữ vậy. Túm anh em. Túm bịch. Mấy anh chào chảo chín á. Không, đem dưới nó.